ra sau bạn. Vì tôi sẽ bấm thu về quận 7A. Ném từ rất xa nhưng không có điểm tin. Hey, hey, hey. Giữ giữ rộng có mài rồi có mài. And one. Lỗi và and one dành cho Bình Thạnh 1. Đội số 4 sẽ có thêm một quả ném phạt. Thời gian thi đấu còn 7 phút 1 giây. Tỷ số rất sát sao. Có thêm một kỹ nữa lên cho Bình Thạnh. Phạm lỗi được một quả đá phạt. Một quả đá phạt dành cho đội Bình Thạnh 1. Với sự đột phá như trên thì rất khó khăn để có thể cản được Bình Thạnh 1 đột phá. Vẫn có thể rebound được nhưng không ăn được điểm. Không sao. Tiếp tục một pha rebound. Nhưng đó là tay của quận 7A rồi. Mình thành công lấy bóng. Không sao ra thủ đưa tay lên. Nó lục kìa tay, Chiếc chỉ có một điểm. Dù xem còn thành công nhưng vẫn có bóng trong tay. Số 4 ghi thêm cho mình một điểm cho đội Bình Thạnh 1. Khoảng cách bây giờ chỉ là 3 điểm thôi, thời gian còn rất nhiều. Hai đội có thể chi đi từng cơ hội. Một phá. Có thêm một điểm nữa cho Bình Thạnh 1. Và tấn công khá bài bản quarter nhưng không thành công của 17 à. Một cả hay là rõ tay trái Bình Thạnh 1 ghi thêm được 1 điểm nữa. Tôi đã làm gì đây? Phút vượt khá tốt nhưng không thể ghi điểm được trước sự kẹt cặp gây gắt của Bình Thạnh 1. Và đúng là như vậy, Bình Thạnh 1 chủ động đánh chậm lại. Có thêm 2 điểm nữa cho Bình Thạnh 1. Khoảng cách đang là quá lớn. Đang kẹt cặp rất gấp và quận 7A được quyền hội ý. Let's go.
cho bên thằng họ. Đã lắm rồi chú Dũng. Một phát. Không thành công. Nhưng pha ghi bàn của Thông thành công. Đang được vị trí xếp bóng. Thời gian thi đấu còn 4 phút 29 giây và tỷ số đang là 3-10. Nghiêng về đội Bình Thạnh 1. Và đến Evo. Không chuẩn rồi. Lỗi cản người đến từ số 6 của đội quận 7. Quận 7 đã phạm 3 lỗi đồng đội. Double team. Một pha siêu bóng khá hay. Bình Thạnh 1 sẽ làm gì đây? Ba giây. Quân đầu khá hay cho số 10. Bên phía Bình Thạnh 1. Xin lỗi là số 11. Ở đây là người chơi nổi bật nhất bên phía team Bình Thạnh 1. Bảy giây. Dạ em. Và dứt điểm đó. Đã bị phạm lỗi. Sẽ có đội các bạn giờ số 6 và sẽ quận 7 à. Rồi cả hai
Xuân Sáu. Dạ đẹp rất tốt. Khoảng cách bây giờ đã là 10 điểm rồi. Một điểm tới cho Châu 7 A. Cơ hội đẹp là khá mỏng manh dành cho 7 A. Chỉ còn 48 giây mà thôi. Tiếp tục là một pha ném của Bình Thạnh Hồng. Số 6 chuyền lại. Một pha ghi điểm nữa dành cho 7 A. Một hết giờ. Sông Long. Thôi. Và chỉ còn 19 giây cho trận chung kết CVB. Và tỷ số đang rất áp đảo của Bình Thạnh 1, 15-6. Còn 5,7 giây. 3, 2, 1, hết giờ. Không tính. Sẽ là không tính là trận chung kết của Bình Thạnh 1 và quận 7.